Hai cả nhà, mình là Kim Loan, cuộc sống Mỹ. Nay mình đi núi Bà Đen nhen, xe bắt đầu lăn bánh khoảng 4 giờ sáng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh, nên trời còn khá tối và đường còn vắng. Điểm dừng chân đầu tiên là sạp bán trái cây hoa quả. Nhìn nè cả nhà, có đủ loại trái cây, mãng cầu nè, dừa, thanh long, hoa sen. Mình chọn hai gói quà để nhờ cô chủ quán gói. Cô chủ quán gói quà rất là đẹp nè. Theo gia đình mình vào một quán ăn bên đường để cả nhà ăn sáng cho có sức đi tiếp. Quán có bảng giá, cổng vào tham quan và cáp treo luôn nè. Quán rộng lắm mọi người ơi, do nhà mình đi sớm nên quán còn vắng. Hai mà cô chú, hôm nay mình đi núi Bà Đen nha, ở Tây Ninh nha. Trời ơi, núi cao kìa. Giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nhé. Ở lối vào mọi người thấy không, bán quá trời đồ, nhiều nhất là bánh tráng và muối. Là cổng vào cáp treo đẹp quá mấy bạn ơi. Còn ở chân núi mà cảnh đã đẹp và rộng như này rồi, không biết lên trên núi còn đẹp ở nào. Bán vé to và đẹp quá đúng không các bạn? Nhìn vô cùng chuyên nghiệp và sang trọng. Do nhà mình đi hơi sớm nên vắng, chứ bình thường đông lắm đó các bạn. Giờ nhà mình vô cáp treo để lên đỉnh núi nha. Mời các bạn thưởng thức cảnh đẹp cùng gia đình mình.
nhân viên ở đây rất là dễ thương và lịch sự quá, đúng không các bạn? Ôi, cái này là lạ kìa, bông lan tiên cảnh này. Mới xuống cáp treo thôi mà đã đẹp gì rồi đó các bạn. Dạ, anh cầm máy hả? Dạ, cái cảnh này đẹp quá dạ không đó. Giống như là Harry Potter vậy đó. Mọi người nhìn nè, bên ngoài đẹp và rộng lắm, sương mù kín hết luôn, gió cũng nhiều và mạnh nữa. Mọi người có đi nên cẩn thận chuẩn bị đem theo áo để không bị ướt và lạnh nha. Gió thổi lắm bạn ơi, để mình cho các bạn cảm nhận nè. Đúng không? Nhưng mà cảnh đẹp quá rộng lớn. Trong bình và ngoài hàng nữa, cảnh đẹp đúng không các bạn? Có 4 tượng Phật nhỏ xung quanh tượng Phật lớn. Tượng Phật lớn là cây Bồ Đà Sơn. Trời giờ đang mưa nhiều sương nên mọi người sẽ không thấy rõ, nhưng cảnh ở đây đẹp lắm mọi người ơi. Giờ nhà mình đang xếp hàng để vào bên trong tượng bà tham quan. Dù trời mưa nhưng cũng đông người quá này nè. Bên trong ta sẽ thấy rất nhiều tượng Phật với nhiều kích thước khác nhau nè.
thách thức hay và đẹp quá đúng không mọi người? Nói ra đẹp và sang trọng lắm, cũng có nhiều tượng Phật nữa. Mình nghe nói trên tầng 4 có xá lợi nữa nha. Vườn hoa trên này đẹp quá mọi người ơi, có đủ loại hoa và nhiều màu sắc, có tượng Phật nữa. Ở đây có cái hồ nhỏ trồng bông súng rất đẹp. Nhà mình bắt đầu đi vào thang máy để xuống nhà ga trung chuyển, lên cáp treo và đi tiếp đến nhà ga tiếp theo để có thể xuống được chùa hang. Mình bắt đầu đi lấy đồ cúng để xuống chùa dâng lễ nha. Các bạn nhân viên ở đây dễ thương lắm mọi người ơi. Là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Dân gian kể rằng Bà Đen tên là thật là Lý Thiên Hương, con của một vị quan. Nàng vốn xinh đẹp vì một lòng theo Phật muốn đi tu, không muốn lấy chồng nên nàng trốn vào rừng. Sau đó ba lần báo mộng có khuôn mặt màu đen nên người ta gọi là Bà Đen. Đông lắm. Đây các bạn nhìn nè, đông ghê chưa? Nhà mình đã cúng xong rồi nên quyết định lên cáp treo ra về. Mời mọi người xem lại cảnh nhà ra núi Bà Đen khi trời sáng nhé. Trên đường ga xe nhà mình có đi ngang cổng trước khu vực này bán nhiều đặc sản Tây Ninh lắm nên quyết định ghé tham quan.
đây có muối Tây Ninh đủ loại, bánh tráng đủ vị và một số loại bánh kẹo khác. Vì món này là đặc sản của Tây Ninh nên được bày bán rất nhiều. Mọi người cùng Kim Loan xem và lựa chọn nhé. Rồi nhà mình bắt đầu di chuyển ra xe để về lại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình mình có ghé lại quán bò tơ Năm Sánh để ăn. Quán này nổi tiếng lắm mọi người ơi, ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chi nhánh. Không gian quán sạch sẽ rộng rãi, nhiều khu vực chòi cho gia đình hay nhóm bạn cùng ăn. Món đã được lên hấp dẫn và ngon lắm, mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình Kim Loan nha. Mọi người có nghe tiếng bò nướng thơm không? Cầm cái này. Ngoài các món bò thì còn nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon và đẹp mắt. Là có lẩu con bê. Ai cho nó lẩu bê? Lẩu bê phải không con? Bê là con. Bê khác nha. Con dẻo bê kìa. Nè nó con dê đúng rồi nó. Các bạn nhìn nè, khách vào quán này rất đông. Trạm dừng chân cuối cùng của nhà mình là quán Vườn Cao nổi tiếng với món nước mía sầu riêng và khoai mì hấp nước dừa. Các món chè ở đây cũng ngon lắm nè. Đã theo dõi, nhớ nhấn like và đăng ký cho mình nhé. Xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ bên gia đình. Bye cả nhà.